Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá ngày 8 tháng 7. Nhận định soi kèo U19 Thái Lan với U19 Brunei 17 giờ ngày 8 tháng 7. Nhận định soi kèo U19 Thái Lan với U19 Brunei 17 giờ ngày 8 tháng 7 giải U19 Đông Nam Á. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất. Nhận định soi kèo U19 Thái Lan với U19 Brunei. U19 Thái Lan sẽ có trận đấu với U19 Brunei tại lượt trận thứ tư của bảng A, giai đoạn vòng bảng giải vô địch U19 Đông Nam Á. Sau 3 lượt trận đầu tiên, U19 Thái Lan đã có được 7 điểm, bằng điểm với U19 Việt Nam, nhưng đứng sau ở vị trí thứ nhì do kém về hiệu số bàn thắng. Hiện tại U19 Thái Lan cũng chỉ hơn đội thứ 3 U19 Myanmar đúng 1 điểm. Trước khi bước vào giải đấu, U19 Thái Lan không được đánh giá quá cao do thành tích kém cỏi của đội tuyển từ hồi năm 2019. Thế nhưng đội bóng cũng mở màn bằng 2 trận thắng trước khi hòa với đội chủ nhà U19 Indonesia. Trong khi đó, U19 Brunei vẫn chỉ là đội bóng lót đường của bảng đấu khi chưa có được điểm nào và đứng bét bảng khi kém U19 Philippines về hiệu số bàn thắng. Không chỉ chưa có điểm, U19 Brunei còn chưa có cho mình dù chỉ một bàn thắng, trong khi đã để thủng lưới tới 18 bàn sau 3 trận. Tỷ lệ kèo U19 Thái Lan với U19 Brunei. Soi tỷ lệ kèo châu Á thi đấu trên sân trung lập tại Indonesia, nhưng với vị thế hơn hẳn đối thủ nên U19 Thái Lan được đánh giá là đội cửa trên cũng hoàn toàn là dễ hiểu. Tuy nhiên, kèo chấp đang ở mức rất cao khi lên đến âm 6/1/2. Lý do là bởi trong 3 trận thua ở vòng bảng vừa qua thì có đến 2 trận U19 Brunei để thua với cùng tỷ số 0-7. Trận thua còn lại với tỷ số 0-4 trước U19 Việt Nam là do đối thủ đưa ra sân đội hình B. Rõ ràng là U19 Thái Lan ngoài việc cạnh tranh về điểm số với các đội ở bảng đấu còn có thể phải cạnh tranh về hiệu số bàn thắng. Thế nên với trình độ quá chênh lệch, có lẽ U19 Thái Lan vẫn sẽ có được trận thắng đậm. Chọn U19 Thái Lan. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu. Tuy kèo chấp rất cao, nhưng kèo tài xỉu cũng chỉ dừng ở mức là 7. Rõ ràng là hàng công của U19 Brunei hoàn toàn vô hại trước mọi đối thủ khi chưa thể có được bàn thắng nào, và với U19 Thái Lan có lẽ cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, U19 Thái Lan sẽ tận dụng cơ hội để giành ưu thế về hiệu số bàn thắng với các đội còn lại ở bảng đấu, nên có lẽ đây vẫn sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng được ghi. Chọn tài. Dự đoán kết quả bóng đá, U19 Thái Lan thắng U19 Brunei 9-0. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.